nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc là bắt hai người chưa có thông tin trong làn smoke kia. Shen đi ra, Shen đã nằm tài con tiếp tục mở thêm điểm nữa, nhưng khó khăn trong gai phía trước vẫn còn là quá nhiều. 1-2 và 1, một cái thế trận mà đây chết đây rồi, tài con là quá cao rồi. Tài con ơi, em phải cân hai, mà đây lại là bộ đôi đây chết với Nurin và Belmont. Góc này tài con không thể làm được gì hơn cả, phải nói là như vậy. 12% bắn mà không phải chỏm đầu thì là thua. Nhưng bây giờ 500 máu còn lại và Belmont còn nét hay không đây? Không có nét, không có nét rồi. Không có nét, có một khẩu táp thôi. Hồi máu kịp nhưng ngồi lên là chỏm đầu. Bây giờ 1v1, lợi thế đến từ Thái Lan. Trong khi tài con thì đang có không độ tốt, nhưng bên kia Belmont vẫn đang cực kỳ lực. Khán giả nhà ơi, tài con! Đây là top 1 cho server Red Esports. 16 kill và liên tục những cái đất 1 ngày này đến từ Tài đã giúp cho Việt Nam chúng ta có một cái top 1 thôi.